Xin chào tất cả các bạn, đã quay trở lại với Chili. Và hôm nay tụi mình sẽ có một cái vlog với một cái chủ đề khá là lạ mà tụi mình chưa làm bao giờ. Đó là tụi mình sẽ làm một cái challenge. Mà khi bạn đọc cái tiêu đề các bạn đã biết là sẽ làm gì rồi. Đó là ngày hôm nay mình phải giao cái khuôn mặt của mình để cho chiến makeup xem coi như thế nào. Nghe thôi đã thấy hơi sợ hãi rồi mọi người à. Biết tin tưởng cho chồng, được sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng, yes. Mạnh mẽ lên. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chồng yes. Có biết là chồng sẽ làm gì không? Thì chân mày. Thôi cái làm đi rồi biết ha. Ok, bắt đầu thôi. À, trước mặt mình sẽ không có một cái gương nào hết. Và mình sẽ không thể biết được mặt mình nó sẽ như thế nào cho đến khi chiếu hoàn thành. Đây sẽ là một bài toán khó đây. You're ready đúng không? Ready. You're ready, yeah? Yes. You trust me, yeah? I'll okay. Trust you. Ok. Cái clip này á, sáng nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách makeup. Mà cách makeup của một người gọi là chưa biết gì về makeup. Thì cái này là cọ này đúng không? Cọ là đánh má hồng. Dễ yeah, đánh mắt. Ok. Cái này là xứng phấn để đánh ánh mắt. Tại tím nâu này nọ đánh mắt. Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ là khách hàng đúng không? Ừ. Ok. Đừng no, đừng touch it. Don't touch it. Ok. Let me do it. You are my customer. Don't touch it, mày. Cái mũ kia. Get xuống. Trời, ok. Em đang làm gì vậy? Chưa lại đi hả? Rồi. Đâu chồng làm như thế nào mới giữ như vậy đâu fix. Nếu mà giữ fix thì đâu phải chồng làm. Chơi không được. Rồi. Ok. Mất luôn cái lỗ tai. Bây giờ mình nghĩ là cái này là kẹp mắt nè, kẹp mí mắt nè đúng không? Đâu. Mà kẹp mí mắt á nó cong á thì mình nghĩ nó cong không được lâu. Nên mình sẽ kẹp cuối cùng. Bây giờ nên là chồng nên làm cái gì trước? Chồng nên đánh phấn nền trước. Đánh kem che khuyết điểm. Đồ. Kem che khuyết điểm. Đây. Các bạn nhớ kem che khuyết điểm. Kem che khuyết điểm. Thẳng là lại cũng có một cái giờ là. Đúng chưa? Mày làm đi. Đó. Giờ đó đừng nói gì đâu. Giờ nếu mà để chấp nhận sai lầm thì giờ đó đừng nói gì. Chồng đừng có hỏi hỏi đâu, mắt khóc có giờ là được. Chắc mặt thì đã chắc hơi cần hết bệnh này quá. Này không phải là chén cây. Này không phải là chén cây sẽ biết đi. Mình đánh nhẹ tay rồi, mình phải đánh đều. Tránh cái lông mày ra. Đó. Mình đánh đi theo khuôn mặt từ trên xuống nha các bạn nha. Ok. Đây. Đây là xong giai đoạn mà các bạn đã đánh được cái gọi là kem nền, kem che khuyết điểm. Như các bạn thấy là bao nhiêu mụn ở trên mặt lên đã một phần là đấy. Được che đi. Wow. Bước tiếp theo đơn giản nhất là chồng sẽ chải lông mi bây giờ. Chồng đang nghĩ đến cái nào vậy? Chải lông mày. Lông mày. Nhắm mắt lại. Bớt cười đi em ơi. Đang có màu sẵn rồi sao? Không có màu đầu kia. À là đầu kia có màu. Trên mày là cái sẽ tôn lên cái khuôn mặt hay chứ? Phải không? Phải. Chắc trong cái chảo hết chân mày bây giờ, chân vẽ lại chân mày mới. Chân mày là xấu quá. Các bạn có thấy có người makeup artist nào mà cục xúc như vậy không các bạn? Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là ở cái vlog trước ấy, mình cũng đã nói là ở Melbourne là nó đã vô lockdown lần 2 rồi thì chỉ có 4 lý do để được ra đường thôi. Cho nên là còn lại đều phải ở nhà hết. Ok, giờ bước tiếp theo. Em chụp cái lông mày xong rồi hả? Ờ, giờ tới mắt đi. Giờ mình đi theo thứ tự đi. Chồng có biết là giờ tốn cả mấy năm trời để mà học kẻ mắt không chứ? Bây giờ chị sẽ cho một người đầu tiên kẻ mắt xem như thế nào. Như chồng có thấy cái trick chỉ kẻ mắt hả? Có luôn. Đến bây giờ mình kẻ mắt cũng chưa được, có được chuyên nghiệp đâu. Nó phải lấy cái nắp
rồi chai nước hay là cái gì á, nó ẩn lên, ngáo lại, đừng cười, ngáo lại, mày muốn đuôi gì? Đuôi gì cũng được, chồng thích đuôi gì là chồng làm. Mày muốn đuôi cong hay là muốn đuôi cá chép? Đuôi cá chép là đuôi gì? Nói tiếp đi. Sao? Biết rồi, rồi. Cho nên là hiện tại chỉ có 4 lý do để mà đi ra đường thôi. Cho nên là không, là trong 4 lý do đấy là tụi mình bắt buộc phải tới nhà. Không thôi là sẽ bị phạt xấp xỉ 25-26 triệu. Tụi mình không thể đi ra ngoài đường mà quay nhiều vlog cho mọi người được, cũng không thể đi chơi mà ở nhà cũng không biết quay làm gì. Cho nên đó chính là lý do mà cái vlog challenge này được ra đời, vì tụi mình có thể quay ở nhà một cách dễ dàng. Cho nên là nếu mọi người có những cái chủ đề nào, những cái challenge topic nào hay có thể làm được ở nhà thì mọi người hãy gợi ý cho tụi mình và comment ở phía dưới nha. Mà chồng có feeling hơi bị hay luôn đúng không? Chồng có feeling hơi bị hay. Hơi bị đẹp luôn đúng không? Hơi bị chuyên nghiệp. Nhắm mắt lại thôi. Đừng nhắm mà. Không, đừng cười. Đồ, mắt bồ câu, con đậu, con bay nè. Chúng ta đã kẻ mắt xong, bây giờ chúng ta sẽ tới công đoạn là đắm má hồng. Đắm má hồng các bạn ạ. Thì đây, đắm má hồng thì các bạn hãy chọn màu hồng. Trong đây màu nào màu hồng. Theo mình thấy thì màu nào nó cũng là màu hồng. Thì đắm má hồng á, thì chúng ta sẽ cần cọ, đúng không? Ừ. Cọ đắm má hồng thì thấy cái cọ nào hợp tay với bạn thì bạn lựa. Mình thấy cái này có vẻ hợp tay với mình, mình sẽ lựa cái này. Bây giờ giờ là khách hàng đúng không? Ừ. Bây giờ chị muốn hồng nhẹ nhàng hay là hồng? Chị muốn mắt cúp xương xương được để đi siêu thị. Xương xương, ok, xương xương thì hồng nhẹ nhàng. Hồng nhẹ xương nhàng xương. Á thì trong này chồng sẽ phối cho chị hai màu. Chồng sẽ phối một trắng và một màu hồng nhẹ. Chị đi trên xuống. Chồng ra. Tam giác. Đó. Trên vô. Xuống. Tam giác. Không thấy gì hết. Đây là những phương pháp makeup mà chỉ có học được từ Chiến thôi nha mọi người. Chứ bạn sẽ không học được từ những beauty blogger khác đâu. Ví dụ như là đánh má hồng theo phương pháp tam giác. Kêu gì màu hồng hả? Mời đó, mình nói. Bình thường là mình ngồi makeup suôn sẻ là phải tầm 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng? 1 tiếng. Ví dụ đi đâu mà mình biết ngày hôm đó makeup á, Linh sẽ dạy lúc, ví dụ là đi lúc 10 giờ đi thì Linh sẽ dạy lúc 8 giờ, còn mình là 9 giờ 55 mình sẽ dạy 5 phút. Còn lắm á, chỉ cái điều bên này hơi quá, hơi mạnh tay quá, bên kia ok á, bên kia đẹp. Lúc quá này có khiếu sẵn không ta? Quay qua nè. Hả? Quá, bên này giống như bị trồng quýnh nè. Bên này giống như bị vỗ phù. Bên này là bên này là nặng nặng nè. Nặng chán làm chi vậy? Nên nó hầm hào đó nè. Ok, quá đẹp. Như các bạn thấy. Không, chắc không thấy được rõ được mặt thấy được gì hết. Để chung cận cảnh vô khuôn mặt của Linh. Thái nó lên. Thái kìa. Tiếp theo, đánh mắt hồng rồi chúng ta sẽ đánh mắt. Thì cái này là bản đánh mắt của NYX, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Đúng không? Đúng. Đúng. Quá dữ luôn. Em mắt lại. Em muốn mắt màu gì? Dạ nói rồi. Chương chương rồi đúng không? Surprise me. Surprise you. Okay, yes. Man. It's fucking beautiful, man. It's fucking beautiful. Miếng căng thẳng rồi. Căng thẳng chứ sao không căng thẳng. Okay, chương chương thôi. Chồng chỉ là chương chương thôi. Không có nhiều. Muốn nhiều cũng không có. Nhiều cũng không có. Bây giờ chúng ta sẽ tới công đoạn là công đoạn son. Xương xương thì chồng sẽ chọn màu xương xương. Cái này gọi là son ướt nha các bạn. Liquid. Mà màu đó là màu metal. Chua. Cách hay nhất để bôi son là gì biết không? Nếu mà không biết bôi son, chồng sẽ cho nó lan tràn lan luôn. Xong cuối cùng sửa chùi lại cái nét. Chùi lại đó. Đó. Rồi bỏ môi đi. Phải nghe tiếng là ngoan. Pop pop. Đó. Rồi bây giờ rồi đây. Chùi. À là cho mấy là phương pháp đó hả? Cái mỏ này hơi bị sưng thôi. Ok. Very nice. Ok hả? Đến giờ vẫn ok hả? Very nice. Rồi. Giờ là không đoạn cuối cùng. Hay là gần cuối.
ta sẽ làm cong mi mắt. Thầy coi. Thầy đừng bấm luôn mắt vậy ra nha Chiến. Okay. Chúng ta giữ như vậy nửa tiếng đồng hồ. Rồi luôn. Rồi, ngồi đây nửa tiếng đây. Cái này là... Cái này để bỏ mũi hít nha mọi người. Cái này là gì đó? Thôi không sợ này đâu. Chắc chắn nhìn ghê quá. Cái này là... Cái này vợ mua đúng không ạ? Ừ, chồng phải thấy nó đến tay thì ra dễ thay hơn bị nhiều ấy. Kem che khuyết điểm. Đúng chưa? Kem che khuyết điểm. Cái gì mà lên xài nhiều chỉ có kem che khuyết điểm. Ý chí kia mặt mình xấu rồi cần phải che đó mọi người. Này đúng không? Cái những cái điểm đúng không? Đúng. Không sao, mặt này không có khuyết điểm đâu lên. Trong trang điểm là không có khuyết điểm được. Không sao, quá về. Rồi biết cái gì luôn. Sao lông mi. Đúng không? Đúng. Nhìn lên trên. Đúng rồi, nhìn trên mọi người. Bắn này rồi. Ý! Giờ chỉ kỳ lên. Giờ cố tình đúng không? Cố tình đâu. Để cho một cái lọc. Nhẫn nhẫn nó lên. À, cố tình thảm hại không? Thèm thảm hại. Rồi cái chai xịt đó rồi. Đây. Và đây là công đoạn finish. Finish chúng ta sẽ làm gì? Xịt. Mà chúng ta phải xịt mà có thần thái. Một người professional. Nhắm lại. Chưa? Rồi đó, giữ nguyên này, nó hơi ướt ướt. Chồng thịt gần giảm ăn luôn ấy. Dạ đó. Đúng không? Ờ, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, chảy nước luôn thôi. Không, trong đó thì nó mắc cấp này mà không được 8 điểm trở lên, nó sẽ chẳng bỏ nghề mắc cấp. Mà bước cuối cùng chúng ta sẽ làm gì? Đó là dưỡng mô các bạn. Các bạn biết cái loại dưỡng mô này rồi chứ? Rất là phổ biến không? Đó, chúng ta ra. Dưỡng mô là mùa đông mốt rất là khô các bạn ạ. Ok. Rồi, cầm đi. Ok. Và that's it. Ok, what? Và cái challenge đến đây là đã hoàn thành. Hiện tại là mình vẫn chưa nhìn được khuôn mặt của mình như thế nào, nhưng mà mình sẽ cho mọi người nhìn trước và mọi người hãy comment và đánh giá cái số điểm từ 1 đến 10 ở phía dưới cho mình xem nhé. I've been feeling so down, yeah. Can you... Reaction. Not bad. Not bad. Đúng không? Sương sương. Cũng được. Không mà đúng không? Không đến nổi quá tệ. Không đến nổi quá tệ. Chỉ cái điều chồng biết được giờ sẽ định nói gì luôn. Giờ nói gì vậy? Cái má hồng hơi nhiều. Nhưng mà thấy mí mắt không? Giờ nhìn rõ mí mắt đây để chồng quay mọi người xem rõ mí mắt của vợ này. Qua đây, qua đây. Wow. Tại sao nó lại lên 2 cộng 2 bên như vậy vậy? Trọng thất. Bao nhiêu điểm? Mắt kim tí này chứ. Môi còn lem nữa chứ chè. Nhưng mà nó cũng không... Không quá tệ. Mấy điểm? Không quá tệ, kiểu như là nó cũng mờ mờ ảo ảo chứ không có đậm để đúng mà ngoài đập vô mắt người khác. Yeah. Sao? Mấy điểm đây nhờ? Mấy điểm? 5 điểm! Fucking hell. 5 điểm. Các bạn có đồng ý với mình không? Thì nói chung là mình cũng rất là bất ngờ với tay nghề của Chiến. Mình cũng không ngờ là Chiến làm được đến như vậy. Cho nên là sau này mình không bao giờ để cho Chiến make up cho mặt mình nữa. Ok, thì coi như vlog đó là kết thúc. Và bây giờ không đi ra ngoài được, không có quay được gì cho các bạn xem, thì tụi mình làm một cái challenge nhỏ nhỏ như vậy. Các bạn có ý tưởng gì trong mùa dịch này, hay là có một cái challenge gì, hãy comment ở bên dưới. Hoặc là các bạn hãy cho mình biết là cái tài make up của mình có nên mở tiệm hay không. See you in the next vlog.